Ngày 5 tháng 8 năm 2008, Đảng ta đã ban hành quyết định số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua 10 năm triển khai với các quan điểm chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng, nghị quyết đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất, thương hiệu nhiều loại nông sản được nâng cao, một số loại nông sản khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù thiên tai, bão lũ, hạn hán, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, phát triển ổn định, toàn diện, cơ cấu lại nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, đẩy mạnh hiệu ứng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm có chất lượng, giá trị tăng cao, tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị khu vực toàn cầu. Nông sản Việt Nam ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn, nông thôn nước ta ngày càng phát triển văn minh và hiện đại hơn. Người nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao, dân chủ được phát huy theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, kinh nghiệm quốc tế trong nước và đặc thù nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra mục tiêu tổng quát trong thời gian tới, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, sạch, an toàn, có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Xây dựng nông thôn phát triển đa dạng, nông thôn phồn thịnh và văn minh, cải thiện nhanh đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn làm cơ sở thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định về quan điểm chỉ đạo, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cần giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cần nhận thức rõ đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn là sự đầu tư cho phát triển, đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội của đất nước. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên nguyên tắc cơ sở kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, trước hết là lao động, đất đai, rừng và biển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, cần khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập quốc tế cho phát triển lực lượng sản xuất, phát huy cao nội lực, tăng mạnh đầu tư của nhà nước và toàn xã hội, ứng dụng nhanh, hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp, nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, phát huy vai trò chủ thể của người nông dân, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng trước mắt và lâu dài, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định của dân cư nông thôn. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương đã cắt băng khai mạc triển lãm quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là dẫn chứng thiết thực nhằm cụ thể hóa và quảng bá những thành tựu đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết Tam Nông. Triển lãm có quy mô hơn 100 gian hàng với nội dung hướng đến mô hình phát triển, sản phẩm tiêu biểu, công nghệ khoa học và các dịch vụ tín dụng.